Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thầy từ Bel Air là trên cái đường Wordpress này quý vị. Thầy dẫn quý vị qua cái Thinatax office nha. Dễ lắm, từ cái chỗ cũ là quý vị nhớ là Bel Air rồi phải không? Mình cứ chạy đường Wordpress thì mình chạy cho đến bây giờ là mình đụng 59 nè ha. Thì khi mà Wordpress nó đụng 59 nó sẽ biến thành đường FM1092. F có nghĩa là gì? Farm Road. Thì nó khi mà market á thì thường tất cả dùng mà đất rộng đất nhiều á thì người ta gọi là FM, nhưng mà đối với thầy nghĩ là famous money. Đúng không cô Bảy? FM là famous money. Dạ. Yeah. Còn Missouri là nghĩa gì cô Bảy? Mời ông. Missouri không phải là một cái thành phố. Houston là đất chật người đông. Trời ơi, người đến ông Houston mình có 4 triệu người mà vô cái miếng đất nó chút xíu. Còn ở đây đất rất là rộng, thành ra cái đường nó bự lắm. Rồi hiện tại mình đang ở trên đường FM 1092, 1092 nha quý vị. Rồi thầy zoom nhỏ cho quý vị thấy. Cái này á, mà mình ở bên Harris County là bên Houston, nó không dám xài 3-4 lane đâu. Tại đường nhỏ nhỏ, đường là tiền mà. Còn bên đây là đất rộng, người thưa. Một chút xíu nữa quý vị lên trên, cái population nó có 17.000, còn mình ở dưới đây 4 triệu. Không khí không khó thở. Rồi theo khi mà mình đi trên đoạn đường này, cái đầu tiên thì mình sẽ đụng con đường nó gọi là West Airport. Continue trên đường này à, cho hỏi chút xíu à, ngày khai trương à, cô Bảy à, đã xét cái đấy chưa? Xin cho quý vị biết để thầy báo trước rồi tụi mình mở chung một ngày. Dạ, thầy đã có là ngày mùng 8 tháng 7. Ủa, tại sao lấy 87? Em sinh năm 87 hả? Dạ không, ngày tháng 7 là ngày sinh nhật, là rơi vào đúng cái tháng mà em trong cái tháng sinh nhật của Tina. Còn đâu ngày mùng 8 thì là ý nghĩa là có cái music của thầy Duy Thành 8. Người thứ 8, người thứ 7. Vậy là người thứ 7 lớn tuổi hơn người thứ 8 hay sao vậy? Đâu có. Em làm gì người ta hiểu lầm. Có nghĩa là mỗi năm mà cứ đến tháng 7 ngày 8 là mình celebrate là đúng, yeah. Đúng là ra dịp. Là ngày kỷ niệm. Rồi birthday của cô Bảy nhằm ngày mấy, mình cũng dùng cái point đó mình báo trước cho quý vị. Sau khi ăn khai xương xong là 2 tuần nữa, yeah. Là mình hit cái birthday phải không? Yeah, xin vui lòng cho biết tôi đói bụng quá, có cho ăn free không? Có thầy. Nhưng mà ăn free thì tiền nước có free không? Free luôn à? Free luôn, rồi làm sao sống? xin cô Bảy trả lời tại sao trong ngôn ngữ các cụ có câu con nên cẩn thận với tiền bạc, là thì tiền mà tiền lạnh thì tiếng Mỹ tiền lạnh là gì cô Bảy? Tiền lạnh là tiền để trong tủ lạnh hả thầy? Cô cá, ủa tại sao đàn ông thích xài tiền lạnh mà không xài tiền nóng? Hot money, tại sao người ta hot money hot? Có bài nhạc hot money. Ủa, tại sao mình giờ lại có tiền lạnh? Còn tiền mặt là tại sao? Để trên mặt cả. Mình có ngửi được có mùi tiền không? Có. Funny, người ta smell lên funny. Đó là những câu chuyện các cụ có câu tiền là tại sao các cụ nói tiền là mà gọi là tiền tệ? Tại vì mình
nó tệ quá. Có nghĩa là mình xài, mình mất nhân cách của con người thì mình chú tâm. Đồng tiền nó không làm ra con người, nhưng mà đồng tiền giải quyết được mọi chuyện thì mình tiết chế lại, mình đừng bị lạm dụng. Thì các cậu có cụ, các cụ có câu đừng nên lấy tiền đi nhậu phải không? Lấy tiền là về nuôi gia đình, mà gái gú là ba chỗ, mà các tổ tiên mình thường nói ba chỗ cấm lui tới sẽ mất tiền rất nhiều, không xê được tiền. Cái chỗ thứ nhất là chỗ nào? Nhậu là tại vì mình bao người ta, người ta bao mình. Rồi nhậu khi mình sai, mình móc cái túi tiền ra làm rớt cái bóp, mình trả hết. Rồi bữa sau mình không đi nhậu thì mình mắc cỡ, thì mình vướng vô cái nghiện ngập của nhậu. Cái chỗ thứ hai là chỗ cờ bạc. Cờ bạc tại vì mình đem đúng 1.000 đồng mình đi đánh, nhưng mà khi mình trúng được 2.000 rồi, tự động cái mình tham, cái lòng tham nó làm mình mất cái tiền mình gỡ không được. Rồi cái chỗ thứ ba cô Bảy nghĩ nó là gì? Chắc là với phụ nữ thì là shopping. Gái gú chứ. Gái gú, yeah. Không nói tiền không giữ được là tại vì gái gú. Cứ nghĩ là xài tiền cho gái. Gái nó hét ra lửa, nó nói 200 thì đưa. Mà vợ nói anh ơi, con nó đi học, em cần trả tiền nhà. Mấy ông nói tiền xài hết rồi. Là mình biết. Thành ra tổ tiên mình nói đúng, có ba chỗ đừng nên tới, phải không? Chỗ nào mà xài tiền, ai cũng có cái khả năng làm giàu. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô cái đầu tiên. Quý vị sẽ thấy là đô country, mà cái dùng của mình toàn nó xài chim không, còn con sim nè, con sao nó không là lạc đà. Thì cái đầu tiên nè, thì xin zoom cho quý vị, mình đang ở 7 phút rồi đó quý vị, thấy không, thấy đô country thấy không? Đó, cái đầu tiên mình phải pass qua chim bồ câu country nha quý vị. Cô Bảy có thể đón cái thứ hai là con chim gì kế tiếp? Cúc mà sao nó có cu nữa? Con chim cu. Cúc còn cu. Hồi bữa vô thầy với cô Bảy đi ăn, cái con nhỏ quê trét nó nói với thầy, bữa nay em là Quyên, em sẽ sợt cho bàn thầy và cô, nói Quyên có cu không? Thầy kỳ vậy, em là Uyên chứ không phải là Nguyên đó. Thì tôi hỏi thôi, tôi xin lỗi. Uyên không có cu. Rồi đó quý vị, cái con đường này là Lexington, là những người ở bên Sugarland đi qua tụi mình chỉ 5-10 phút thôi, là họ dùng cái con đường này, là họ chỉ có 2 phút nữa. Theo GPS bây giờ họ nói là mình còn có 3 phút nữa là tới tiệm rồi. Là những người xuống lên đi qua mình là 5 phút đó. Ở đây gần nhất nữa là Fort Bend và thêm Stafford. Là tại vì vùng này mặc dù nó là đất mới, còn giờ nếu mà mình mở ra, thầy mở ra ở bên Houston cũ đó vị, phải tranh giành có 20 ông thầy nhạc, mà ở bên đây chỉ có 1-2-3 ông thầy nhạc. Xin lỗi, là tại vì đất rộng, người thì thưa, thành ra muốn kiếm một thầy nhạc thì về bên kia tranh giành nhau. Thầy không thích tranh giành với người khác. Mình có một đất mình dụng võ, cô Bảy cũng vậy, có hàng ngàn client. Giờ mình đi đâu người ta đi đó. Tại các cụ có câu thường nói nhũ xạ thiên hương, có nghĩa là gì? Mình giàu có đi lên núi người ta vẫn kiếm tới. Quan trọng là sống sao cho nó đứt, đúng không quý vị? Rồi bây giờ GPS nó báo mình là chỉ còn 2 phút nữa là tới vùng đất nha. Cô Bảy, trời ơi, cô Bảy là người cao bồi sao? Lái xe gì mà lại dữ vậy? Cái video này chưa tới 10 phút mà chạy từ freeway ra. Thấy không quý vị? Từ Bel Air mà qua lẹ lắm quý vị ơi. Đó, quý vị thấy không? Thầy xuân cho quý vị. Rồi
GPS nó báo là còn 1 phút nữa tới. Chắc chạy phải dưới 20 mile thôi. Cái đường đầu tiên trước khi mà vào tiệm thác á, là quý vị phải đụng đường car ride nha. Tới car ride rồi thầy sẽ zoom in lên. Car ride ở đây nè quý vị. Đó, thấy cái tên đường car ride chưa? Car ride. Rồi GPS nó báo là cái đường kế tiếp là mình quẹo vô đó quý vị. Khi mà qua cái đường car ride á, quý vị sẽ nhìn bên tay trái, nó là con chim cút quý vị. Chà, cái thành phố này nó xài chim không? Con khoeo đó, khoeo vali á, yeah. Là thung lũng á, thung lũng nuôi chim á. Rồi quý vị thấy không, chậm lại, chậm lại 27 mau mà ta nói ha, dưới 27. Rồi thấy không, mình quẹo vô cái đầu tiên là mình thấy cái tiệm mễ là tiệm Tamale. Thấy không, Johnny Tamale Taxi. Cái Texas and Mexican đó hả? Vô parking lot cho chạy kiểu vậy vậy. Người ta quay phim mà... Rồi đây là cái parking lot nè quý vị, ban đêm. Đó, thấy thác không? Thác nó giữa cái tiệm tiệm giặt Eagle Brenner và cái tiệm bác sĩ Medical Clinic Pharmacy thôi. Rồi thầy tạm thời thầy pause đây để thầy mở đèn cho quý vị đi vào trong nha. Rồi mời quý vị và các bạn vào viếng thăm tiệm của thầy và cô nha. Đây là cửa trước nè quý vị. Ban ngày á thì mình function là cái tiệm thác để làm thuế. Mùa thế thì thường mùa thế thì bắt đầu á vào tháng 10 là mình chuẩn bị cho tháng 11 là mình khai thuế. Thấy chưa? Tại mới dọn vào thì quý vị thấy rõ chưa? Đồ đạc ngổn ngang. Còn ban đêm á thì để cho dạy học. Và ban đêm mình vẫn không thể mở được phòng trà nho nhỏ trong một cái khuôn viên. Thấy không? Giống lại cái mô hình ở bên studio mình bên Houston đó. Thầy chưa đem đủ đồ. Ngày hôm nay nè, thầy đã đem tới nè. Đẹp đẹp không? Còn cái tiệm ở Richmond á, nó bằng một nửa tiệm này à. Bây giờ thầy tắt cái đèn xuống, quý vị thấy á, ban đêm nó là một cái phòng trà nho nhỏ đủ chứa 50 người. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Mà thầy sẽ che cái cửa trước. Đó, cái view góc ban đêm nó là vậy. Còn nữa, còn bốn cái đèn nữa thì treo ở trên kia. Nhưng mà nó nói nó điều lý. Sau ngày cái ngày mình khai trương thôi, tạm thời mình có đủ để khai trương thôi. Ban đêm thì nó vẽ như vậy nè quý vị. Cái mission là mấy cái đờn ở trên tường. Thầy tìm mới mở, thầy không muốn đóng là làm hư mấy cái tường. Thì thầy phải làm một cái dàn, thầy treo mấy cái đèn. Thôi cảm ơn quý vị các bạn đã watch cái channel này nha. Hẹn quý vị lại ngày 8 tháng 7 nha. Hoặc hẹn chung với cái ngày birthday của cô luôn. Đó, thầy là thầy Duy Thành 8 đó quý vị.
A Di Đà Phật.